Ôi, chào các bạn nhá. Đây sẽ là một clip không bao giờ được đăng lên YouTube. Tại vì mình chỉ chơi thử thôi. Đùa ấy, thực ra mình chơi nãy giờ không biết bao lâu rồi. Cạnh nhà mình lại còn đang khoan lắp các thứ nữa chứ. Em có chịu anh nghe cái tiếng khoan khoan nghe mệt vãi. Và nói chung là mình nãy giờ mình chơi nãy giờ không biết bao nhiêu lần rồi. Cay không chịu được cái bàn con cả ngựa. Chơi nãy giờ chắc phải hơn chục bàn rồi. Hơn chục, tầm 2-30 ván mà thua liên tục nhá. Không thể nào thắng được cái bàn này. Rất là cay. Mình thì nãy giờ mình đã cố gắng test nhiều chiến thuật lắm rồi. Đây, bây giờ mình sẽ test lại lần nữa. Vừa rồi hơi có nguy cơ thắng một tí. Cho mình quyết định quay lại xem nó có thắng được không thật. Xem nó có thắng được thật không. Đây, đầu game ấy thì các bạn gọi liên lịa con tank cát cho mình. Để khi nào mà phải căn thật chuẩn vào nhá. Cái này mình dù là mình biết chiến thuật này rồi nha, mình kiểu mình để chơi nãy giờ không biết bao nhiêu lần mình mới đánh một ván suýt thắng. Đây, tầm 4-3 nghìn tiền không gọi đây. Rồi, chờ nó vào đánh vào nhà mình này. Đánh một phát bắt đầu ui giời ơi. Đây, đấy là biểu hiện của sự siêu lỗi nhá. Hai này. Thôi xong đấy, biết ngay mà. Thề, cái ván này khó chịu vãi. Cực kỳ khó chịu luôn ý. Kiểu phải đảo tay liên tục ý. Thề. Eo ơi. Thế trò này. Đây chỉ là một game về mèo nhưng mà bực mình vãi thề. Cái game về mèo này cay vãi trời ơi. Tôi thề là tôi chỉ đang quay linh tinh thôi. Chứ không có ý định đăng video nhá. Tôi mà thắng ván này thì tôi sẽ đăng lên YouTube chăng. Không biết. Eo thề cay vãi cái ván này. Thề luôn trời ơi. Cục xúc cực đây. Một phát gọi 3 mút luôn này, sau gọi main neck luôn này. Hai phát này. Ba phát này. Bốn phát, ok, chết. Nó sắp chết rồi. Ok. Đây, bây giờ mình sẽ gọi Eva Unit 02 luôn này. Ô vai chửa, ô. What the fuck, ô. Ôi rồi ôi các bạn ơi, ôi. Thua xong. Mình quá đẳng cấp rồi các bạn ạ, mình quá đẳng cấp rồi. Mình chắc chắn mình sẽ không bao giờ chơi lại ván này mà thắng thêm một lần nào nữa. Ui, suýt sót vãi trưởng thề. Chưa bao giờ mình chơi chuẩn như này. Nhưng mà đùa ấy, nãy giờ mình chơi gần tiếng rồi mới thắng được ván này. Ôi, đau đầu cực. Nãy giờ chơi ở chiến thuật như nào mới thắng nhở các thứ. Ôi thề luôn, trời ơi. Không thể tin được. trong một phút bốc đồng vô tình mình thắng ván này. Thề cay vãi, eo ơi cái ván này khó vãi trưởng. Trời ơi cái trò nhạc dở hơi này cay cực thề. Eo ơi không biết mình thua bao nhiêu lần rồi, nãy giờ phải hơn 20 lần chắc chắn luôn, phải hơn 20 lần. Tại vì mình tốn khoảng độ tầm 6 cái leadership rồi trời ạ. 6 cái leadership rồi trời ơi. Và mình chắc chắn mình sẽ không chơi lại ván này lần nữa. Mình không bao giờ chơi lại ván này lần nữa. À. Uầy, không thể tin được. Các bạn không biết cái độ khủng khiếp của ván này như nào đâu. Đây, mình chơi lại xem mình có thắng lại không nhá. Mèo. Eo kiểu, cảm giác kiểu mình cày các phút đấy. Mình đang cày các phút đấy, các bạn thấy lên 400 rồi không? Hôm qua mới là 300 đúng không nhỉ? Eo thề, trời ơi cái ván này. Đây, mình chơi lại cho mình xem. Singularity Kiếp, chữ gì mà sai ấy. Singularity Valley. Chịu, đùa ấy. Trời ơi, thề, không thể nào thắng lại lần 2 đâu. Thề, đây mình sẽ chơi lại. Để mình giải thích lại. Đây nhá, đầu game ấy. Các bạn vào ấy, các bạn sẽ gọi liên tục con này ra. Cho khi mà tiền được khoảng độ tầm 400.000 này. À, 4, tầm khoảng độ tầm 400. À, 4.400 thì không gọi nữa. Để rơi khoảng độ tầm 4-500. Nó đánh vào nhà một phát, gọi luôn con này nhá. Gọi con này luôn, đấy. Xong rồi, vừa gọi con này luôn thì đảo luôn lên hàng 1, gọi con này, đấy. Đấy là cách mà mình thắng ván này. Ôi trời ơi, cái ván này kinh khủng quá, trời ơi. Để mình xem mà. Ôi may mà có Eva Unit 02 đấy. Không ngờ quả địch của chắc chắn là mình thua luôn ấy. Không biết nếu mà không có Eva Unit 02 thì dùng con gì thắng được nhỉ. Nhưng mà chắc chắn nó khó có con thắng lắm, trời ơi. Tôi để xem mình có anti-red nào nhỉ. Endurance mà sốc đam thắng đập một phát chết luôn ý. Trời ơi, khó vãi làm quái con nào. Trời ơi.
Xem nào. Con nào có khả năng chạy nhanh vào trong để kết liễu được con cá ngựa đây. Chắc chắn là không có con nào rồi. Ai cắt à? Ai cắt chịu. Có con này thì có thể này. Nhập nhập. Eo thề, cay cực. Cay cực thề, khó cực. Khó cực hay cho thử con này vào nhỉ. Mấy con hàng dưới này hình như không dùng. Đây mình cho thử con này vào nhá. Cut Clan Heroes. Tại vì không có con nào chạy đủ nhanh để đi vào kiếp diễu. À không, có con Crazy Yuki này này. Có con này thì có thể có khả năng vào được. Ừ, có con này có khả năng vào được. Ken thì không chắc. D'Artagnan cũng không chắc tại vì tầm đánh quá gần. Ok, thế mình sẽ chơi thử lại xem mình có thắng lại lần 2 được không nhá. Eo thề cái ván này cay cực khó cực. Đây, mình chỉ lại chi tiết cho các bạn xem nhá. Đây, mình hướng dẫn cực chi tiết lại ván này luôn. Đây, đầu tiên nhá, vào. Các bạn sẽ dùng combo Crazy Health nhá. Đây, 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 đây. Vào, gọi đây, đến tầm này thì gọi con Thanh Mê Nét dài. Gọi liên tục, cứ có là gọi nhá. Cứ có là gọi, đấy. Xong rồi các bạn sẽ để ý cái tiền ở trên này, để ý tiền nhá. Khi nào mà nó gần 4.400 ấy thì không gọi Thanh Mê Nét nữa, bắt đầu bỏ. Đây, đây, chuẩn bị này. 44 ấy, đây, bên mình không gọi nữa. Chuẩn bị ai? Một phát gọi luôn. Xong gọi luôn. Xong gọi luôn Maynick Mohawk nhá. Đấy, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, 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 đấy. Hơi lỗi, không sao, không sao, không sao. Không sao, không sao. Không sao, không sao, không sao. Đấy, không sao, quái thì thua xử. À, trời ơi. Em thề ván này, sao ván này mình làm được nhở? What the fuck. Không bao giờ thắng lại lần 2 được. Lời nguyền đó các bạn ạ. Không thể nào thắng lại lần 2 ở đâu. Trời ơi. Đây mình lại chơi lại thêm phát nữa này. Cay cực, eo ơi. Trời ơi. Cay dã man luôn ấy cái ván này. Trời ạ. Mình sẽ không bao giờ chơi lại ván này lần nào nữa. Trời ạ. Đây mình sẽ làm lại như những gì mình vừa làm nhá. Cái ván này. Trời ạ. Ván này ban nãy hình như mình hơi sai. Đây tầm này mình bắt đầu không gọi nữa này. Một phát này. Ui. Hai phát này. Sai rồi, sai rồi. Ba phát này. Mình sẽ có được phát thứ tư này. Phát thứ tư này, ok. Ôi, chết rồi, nó chưa chết à. Eo thề khó vãi. Ban nãy mình làm kiểu gì nhỉ? Em ván này mình làm kiểu gì các bạn? What the fuck. Eo ơi, chơi cái ván này mình sẽ chơi lại, mình sẽ thắng lần 2 cho các bạn xem. What the fuck, ván này kiểu kỳ quặc vãi trời ạ. Sao lại thắng được nhở? Nhạp nhạp. Sao ván này thắng được nhở? Đây này. Cũng như thế mà nhở. Nhưng mà ban nãy mình giết được con. Đây, lại thêm một cái leadership nữa. Leadership 100 của mình này. Ban nãy là leadership của mình là có 107 rồi. Eo ơi, mình không thể nào thắng lại ván này lần 2 được. What the fuck, ván này mình thắng được. Kỳ vãi, trời ơi, đây, lại nhá. Lần này phải thắng, thề. Eo ơi, mình chơi từ tối qua đến giờ. Mãi mình nghĩ ra cách thắng đây, trời ạ. Con hươu này mạnh vãi, thề. Vừa rồi mình đã căn rất là chuẩn rồi, mà sao lại không được nhỉ. Rồi, giờ này bắt đầu không gọi nữa không được đấy. Ui trời ơi, mù mắt trời ơi. Ơi trời ơi, mình rất xin lỗi các bạn vì sự mù mắt vừa xong. Ui trời ơi, cay quá trời ạ. Trời ơi. Trời ơi. Sao mình lại thắng được quả vừa rồi, sau quả vừa rồi mình lại thắng được nhỉ? Mình không thể nào tin được mình vừa thắng cái ván vừa rồi luôn ý, trời ạ. Chắc chắn đây sẽ là một màn rất là khó và nó còn khó như là cái màn cá heo luôn ý. Nó khó như cái màn cá heo luôn ý. Thề. Đây, đoạn này gọi ra được rồi này. Một này. Hai này. Một. Cái con thanh mê đấy của các bạn sẽ chịu được hai phát khi mà đánh vào con hươu này nhá. Thề, ban nãy hình như mình hơi bị cuống. Không sao, không sao, không sao. Đây, đây, không gọi nữa, không gọi nữa này. Một phát bắt đầu gọi luôn, gọi mê đếch mô hắc luôn này. Đấy, bây giờ gọi liên tục mê đếch mô hắc này. Đấy, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ui, 3 phát này. 3 phát. 4 phát này. Cố lên nào, trời ơi, thổ sòng. Ơ, sao bạn ấy mình thắng được nhở? Kỳ vãi, what the fuck.
What the fuck? Sao bạn em mình thắng được? Sao bạn em mình thắng được? Eo ơi, khỏi chấm, khỏi chấm, khỏi chấm, khỏi chấm, khỏi chấm. Sao bạn em mình thắng được các bạn nhỉ? Sao bạn em mình lại thắng được nhỉ? Eo ơi, lại thêm quả nhà bên cạnh đang khoan tường nữa chứ. Eo ơi, combo đau khổ. Mình sẽ chơi lại thêm chắc là để hết cái leadership này xong mình sẽ thôi nhá. Sao mình thắng được quả vừa rồi nhỉ? Hay là do mình vẫn dùng cái đội hình này? Chắc chắn là phải có cái gì đấy mình mới được. Con này đánh massive vào rất là to này, đánh chắc là khoảng độ tầm hơn mấy nghìn tiền gì đấy. Để xem nào. Hay là mình bỏ con này ra nhỉ? Bạn em mình dùng con này đúng không? Ok, để xem mình chơi lại xem mình có thắng không nhá. What the fuck? Kiểu khó vãi. Từ từ mình nhá. Mình sẽ di chuyển ra chỗ nào mà kiểu không có tiếng khoan tường nhiều. Eo ơi, vào trong này còn tiếng ồn hơn. Sorry các bạn vì sự khoan tường này. Nhà mình đang khoan các bạn ạ. Đây, đoạn này bắt đầu gọi tanh mê đấy này. Chờ mình có gọi nhầm con Yangchi rồi. Đấy. Căn chuẩn. Các bạn có thể căn chuẩn như mình nhá. Đây đoạn này. Một phát đấy. Đấy, đúng rồi. Cố lên nào. Bụp. Đúng rồi, chuẩn rồi. Chuẩn rồi. Ui, thôi xong rồi. Sao bạn ấy mình qua được nhở? Kỳ vậy. Eo, sao bạn ấy mình lại qua được hả các bạn? Có cần thiết phải dừng video này lại để xem lại không? Trời ơi, mình không qua được các bạn ạ. Sao bạn ấy mình qua của gì nhở? Cái ván này khó qua vậy, khó cộng đấy. Nhưng mà không phải tin là mình qua được. Sao mình qua được ván này nhở? Sao mình qua được ván này nhỉ? Có gì khác? Bạn ấy... Làm nào mình giết được con ấy nhỉ? Mà xong 31 vẫn còn sống cơ. Kiểu, thế mới điêu chứ. What the hell, sao mình lại thắng được ván này? Vô tình, đây mình vô tình thắng được rồi. Con này mình vô tình mình thắng được. Mình chơi lại thêm lần nữa đi nhỉ. Sao mình thắng được vào này nhỉ? Mèo mèo. Thề luôn cái bàn này. Mình sẽ sống chết được cái bàn này. Một con này. Các bạn có thể để ý khi nó hút được một cái bắt đầu gọi ra luôn được. Đấy, nó hút cái. Đấy, bây giờ gọi ra. Hút cái, đấy, bây giờ mới gọi. Có chờ mình hơi nhiều tiền rồi. Hay là mình gọi Eva Unit 02 ra luôn nhỉ? Ui, what the fuck? Cứu. Đây rồi. Hình như Eva Unit 02 chỉ là chìa khóa ở ván này các bạn ạ. Nào, Eva Unit 02. Duỳnh. Ô vãi ạ, một phát chết luôn. What the fuck. Hóa ra đây là. Hóa ra Eva Unit 02 chỉ là chìa khóa thằng ván này các bạn ạ. Ôi, dễ vậy. Hóa ra Eva Unit 02 là chìa khóa thằng ván này. Hóa ra Eva Unit 02 là chìa khóa thằng ván này. Đây, để mình chơi lại mà. Để mình chơi lại cho các bạn xem. Ok, đã hiểu. Đây là cách mà các bạn qua ván này nhá. Các bạn phải có Eva Unit 02, nếu không các bạn sẽ chết. Đây, mình sẽ xếp một cái đội hình khác cho các bạn xem nha mà. Đây đi. Các bạn sẽ thắng ván này bằng cách có Eva Unit 02 nhá. Để xem con nào mà kiểu một con đã qua được cái bàn này rồi. Những con qua được bàn này chắc chắn phải là những con có DPS rất là cao. Chắc chắn sẽ là Eva Unit 02. Chắc chắn sẽ là Eva Unit 02 luôn. Không còn con nào khác ngoài Eva Unit 02. Không tin được mình qua được ván này. Đây, Eva Unit 02 level 35 các bạn nhé. Còn ra đây là cách của chúng mình qua ván này. Cách mà các bạn qua ván này. Không cần phải Bahamut bla bla gì hết. Các bạn chỉ cần có Eva Unit 02 thôi nha. What the fuck, màn gì đây? Nhầm. Sorry các bạn. Sorry các bạn nha. Một sự kỳ quặc, sự nhầm lẫn của mình. Ôi trời, hóa ra đây là cách mà các bạn qua ván này các bạn nhé. Ở đây để mình chơi lại các bạn xem. Mình chơi lại cho các bạn xem. Eva Unit 02 chỉ là chìa khóa ở ván này.
các bạn không thể nào qua được ván này nếu mà thiếu Ivan nữa không ạ? Ý là mình ấy. Mình không bao giờ qua được ván này nếu không có Ivan nữa không hay mất. Các bạn vừa nhìn mình chơi đúng không? Ok. Một phát đấy bắt đầu gọi. Các bạn để nó hút một phát rồi bắt đầu gọi con mới đó. Đấy. Thì các bạn sẽ không bị lặp một phát này. Ố xem nhầm. Một phát này. Đấy. Một phát này, đấy bè bắt đầu gọi mới. Ố chết nhầm rồi. Thôi kệ, không sao. Mình sẽ đợi thêm một con đây. Đoạn này vừa. Ôi chết rồi nhầm rồi, lắc. Thôi xong rồi nhầm rồi. Nước này sai cho tôi đi lại. Eo ơi, cái ván này trời ạ, thề cái ván này. Mình vừa qua được má ở trời ạ, đây. Thế thì xem nào, để mình cho thêm một missile nó vào nhá. Không thể tin được cái ván này mình vừa qua được các bạn ạ. Không thể tin được. Đây, 3 missile, chắc chắn sẽ qua. Các bạn có thể cho thêm combo gì vào cũng được. Đây, combo starting money up đâu nhỉ? Starting money đây. Meow. Starting money, các bạn có thể dùng cái này cũng được, cái này cũng được. Hoặc là hai cái rưỡi cũng được nhỉ? Khó quá. Thôi mình sẽ dùng cái này đi. Mà thực ra cũng chẳng đáng kể. Mà cũng chẳng đáng kể. À thôi đáng kể. Sorry các bạn, mình hơi lằng nhằng. Starting money up nhá. Không tin được mình qua ván này ạ. Trời ơi. Không tin được. Các bạn có tin được mình qua ván này không? Không tin được đúng không? Mình thế mà. Đây. Mình sẽ chơi lại cho các bạn xem nhá. Mình không thể nào không qua lại lần 2. Mình vừa qua lại lần 2 ấy làm gì? Không tin được mình qua ván này ạ. Một ván như kiểu impossible với cả mình luôn. Trời ơi. Ivanic không ai xử hết. Trời ạ. Các bạn. Lý do đấy, đây cũng là một lý do mình đề cao Ivan Unit 02 đấy các bạn. Đây rồi, code 77. Mình cho con Yuki vào cho đẹp với các bạn. Cái gì à? Mình nghĩ là sử dụng cái trụ đầu này thì ổn hơn này. Ok. Chúng mình sẽ cùng xử lý lại này. Ui dồi ôi, đấy, thấy không? Còn 98 leadership rồi. Trời ơi, cái đống leadership của mình. Đây, mình chơi lại các bạn xem nhá. Ui, vừa vào game mà có tiền rồi này. Đây. Đấy, tầm mới gọi cái này ra. Một này. Hai. Mình đảm bảo là sau khi các bạn xem xong cái này, các bạn sẽ qua được vào này nhá. Đùa ấy. Nhà mình tin là các bạn sẽ làm được. Mình đã làm được thì chắc chắn các bạn sẽ làm được nhá. Yêu các bạn. Gọi con này ra luôn được. Có Ivan Unit không ai gọi ra luôn được nhé các bạn yêu ơi. Các bạn yêu. Ui. Dã man. Các bạn yêu của mình nhá. Duỳnh. Thôi xong. Không sao nhá. Vẫn xong tầng kiểu soát nhá. Ui, thôi xong rồi. Ôi. Mình rất xin lỗi các bạn, pat n rồi ơi, buồn quá. Xin lỗi các bạn nhé. Đây, lại. Chắc chắn mình sẽ qua bàn này. Với cái đội hình này, chắc chắn mình sẽ qua bàn này. Ôi giời ơi. Chắc chắn mình sẽ qua bàn này. 1, 2, đấy. 1, 2, 1, 2. 1 2 1 2. Có Ivan ấy không ai gọi luôn nhá. Duỳnh. Đấy, bây giờ các bạn có thể gọi bất cứ cái gì các bạn muốn ra. Ui giời ơi. Duỳnh. Ok. Hình như là con cá ngựa chưa đánh đến nhà mình nhỉ vậy. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời. Chuẩn rồi các bạn ơi. Đây. Đây chứ đâu. Các bạn chỉ cần tua đi tua lại kỹ clip của mình là qua. Thề. Thề luôn. Xong. Hai phát.
Evenly không ai đánh một phát là bao nhiêu đam nhỉ? 30k đam nhân 3 là 90. Ủi vãi trưởng, mạnh thế. 90.000 đam, 2 lần 90.000 đam chứng tỏ là con cá ngựa khỏe tầm... con cá ngựa sẽ... 90. Sẽ khoảng độ tầm 150.000 máu các bạn ạ. Sẽ tầm ý. Con cá ngựa sẽ khoảng độ tầm 150.000 máu các bạn ạ. Thế thì qua ván này cũng hơi bị mệt đấy. Các bạn mà không có event nick 02 cũng hơi bị mệt qua ván này đấy nhá. Mình mà không có 02 chắc là mình cũng chịu luôn đấy. Ok, chắc là đây là video mình qua ván này các bạn nhá. Chắc là đây là một video tham khảo cho các bạn thôi. Nếu mà các bạn có cách nào khác qua dễ hơn thì có thể chỉ cho mình. Nhưng mà mình nghĩ là mình đã thử rất nhiều cách rồi. Hôm nay mình đã ngồi vài tiếng để suy nghĩ xem là qua ván này kiểu gì. Và ôi, vô tình trong lúc quay video vừa rồi mình mới thắng là lần đầu tiên đấy. Chứ lần đầu tiên mình qua là khi mà mình quay clip ban nãy đấy. Thế bây giờ mình đã biết cách qua ván này. Đây chỉ là một cách mà mình chia sẻ với các bạn thôi. Còn mình mong là các bạn có thể qua được với các cách khác. Và ván này cực kỳ khó, nhưng mà đây là một màn rất là khó, giống hệt màn cá heo. Lần đầu tiên các bạn gặp nó sẽ rất là khó, trời ơi. Mèo. Đây, hôm qua mình mở lại thì nó lại có cái tường Miku ấy. Nhơ. Đấy, con Miku ấy bảo các bạn đăng ký kênh mình đi đấy. Nhơ. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Ui, màn này khó quá trời ạ. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhá. Mình sẽ tiếp tục qua vào những ngày tiếp theo nhá. Bye bye. Yeah.